Xin kính chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương, chủ tọa của buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin kính chào toàn thể các quý đồng nghiệp. Để cho mở đầu của chương trình sinh hoạt khoa học ngày hôm nay, bác sĩ Lan xin được đến với các quý vị đồng nghiệp nội dung thứ nhất đó là sử dụng LAMA tối ưu trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì chúng ta đều biết SAMA, SABA là các thuốc về thần kinh thực vật. Thế và phần trình bày của bác sĩ Lan sẽ gồm có 3 phần như sau. Thứ nhất là tổng quan về SABA SAMA, thứ hai là vai trò của SABA SAMA trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định, và phần thứ ba đó là vai trò của SABA SAMA trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì SAMA SABA tức là viết tắt của hai chữ là thuốc kích thích beta 2 tác dụng ngắn và thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn, và hai thuốc này là thuộc hệ thần kinh thực vật. Hệ thần kinh thì như chúng ta đã biết gồm có hệ thần kinh trung ương gồm có não và tủy sống, và hệ thần kinh ngoại biên là có các neuron thần kinh cảm giác, thần kinh vận động và hệ thần kinh tự động. Đây chính là hệ thần kinh thực vật. Do đó hệ thần kinh thực vật chính là một bộ phận của hệ thần kinh ngoại biên và nó chi phối chức năng của các cơ quan trong nội tạng hoạt động một cách tự động. Hệ thần kinh giao cảm thì là hệ thống chiến đấu, tức là khi chúng ta cần những cái huy động lớn thì nó sẽ huy động cái hệ thần kinh giao cảm, tức là nó dẫn đến tình trạng co mạch này, giãn phế quản, tăng nhịp tim, giãn mạch vành, giãn đồng tử. Còn ngược lại, hệ thần kinh phó giao cảm là được coi là hệ thống điều hòa, nó lại giúp giảm nhịp tim, co đồng tử, làm nhịp tim chậm, tăng nhu động ruột và giãn cơ thắt. Đây là cái hình ảnh của hệ thần kinh thực vật, là hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Chúng ta nhìn thấy phía bên tay trái đây của tôi đây là thần kinh hệ giao cảm, và chúng ta thấy là hệ thần kinh giao cảm này thì là các hạch nó ở sát với lại tủy sống, và tức là những cái sợi tiền hạch thì nó ngắn nhưng sợi hậu hạch thì nó rất là dài. Ngược lại với hệ thần kinh phó giao cảm thì cái sợi các hạch thì nó lại nằm ở trong các tạng, do đó cái sợi tiền hạch thì rất là dài còn hậu hạch thì lại ngắn. Các sợi thần kinh phó giao cảm thì bắt nguồn từ sọ não và một phần từ thắt lưng cùng của tủy sống, và nó nằm ở bên trong các cơ quan của ngực bụng, tham gia vào các hoạt động của các cơ quan. Cái chất dẫn truyền của thần kinh phó giao cảm đó là acetylcholine, và hệ thống mà thần kinh thực vật phó giao cảm này thì nó còn có cả những cái ở ở những cái khu vực mà không phải là cái tế bào thần kinh, như là người ta tìm thấy những cái cụ thể của cái hệ thần kinh phó giao cảm này, người ta thấy ở các tế bào biểu mô, ở bạch cầu ái toan, ở các tuyến dưới niêm mạc, tế bào cơ trơn, các tế bào miễn dịch. Và do đó khi mà có các tín hiệu của cái hệ phó giao cảm ấy thì nó không chỉ tác động vào cái tế bào cơ trơn của phế quản mà nó còn tác động lên các tế bào mà không phải là tế bào thần kinh, và nó đóng vai trò rất là quan trọng trong sinh lý bệnh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Và thuốc kháng cholinergic tức là thuốc ức chế của hệ thần kinh phó giao cảm ấy thì hiệu quả trong các bệnh tắc nghẽn đường thở, ngăn chặn sự co thắt của phế quản vì nó làm giãn phế quản. Ở những cái trường hợp mà phế quản còn bình thường ấy thì cái trương lực do cholinergic thì rất là nhỏ, nhưng với những cái bệnh nhân bệnh của tắc nghẽn mãn tính thì cái trương lực này rất là lớn. Do đó là chúng ta mới thấy là khi chúng ta sử dụng các thuốc kháng cholinergic thì nó có hiệu quả ở các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là vì như vậy. Các sợi thần kinh giao cảm thì cũng bắt nguồn từ phần thắt lưng và tủy sống. Các sợi tiền hạch thì nó rất là ngắn, như trong cái sơ đồ vừa nãy thì chúng ta thấy là gì, các hạch giao cảm nó nằm ngay ở cạnh cột sống, và các sợi giao cảm hậu giao cảm thì nó sẽ rất là dài và nó sẽ được trộn với lại các sợi của phế quản phó giao cảm để nó tạo thành đám rối tự động ở phổi và ở các tạng. Và chúng ta thấy dây thần kinh 10 là cái thần kinh rất là chủ đạo của hệ thần kinh phó giao cảm. Các nhánh của đám rối này sẽ đi kèm với các phế quản và các tiểu phế quản, và chất trung gian hóa học của thần kinh giao cảm là catecholamine. Còn của hệ phó giao cảm là acetylcholine. Đây là cái hình ảnh của đường dẫn truyền của thần kinh giao cảm đối có giao cảm và đường thở. Chúng ta thấy là với hệ thống thần kinh phó giao cảm thì chúng ta thấy là gì, thần kinh giao cảm thì là cái hạch thì nó sát với lại thần kinh trung ương, còn với những thần kinh phó giao cảm thì các hạch của nó nằm ở các tạng.
Bây giờ chúng ta đi chi tiết về những cái chất chủ vận về thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm. Thế thì đối với về hô hấp ấy, thì chúng ta rất quan tâm đến cái chất chủ vận beta 2 và những cái thuốc mà chúng ta đang sử dụng để điều trị bệnh hen và bệnh của tắc nghẽn mãn tính. Đây là những cái thuốc chúng ta sử dụng là kích thích beta 2. Thế thì cái chất này thì nó có ở trong cây mang hoàng và đã được y học cổ truyền Trung Quốc phát hiện ra từ rất nhiều năm, hàng hơn 5.000 năm trước. Và đến năm 1903 thì nó được người ta bắt đầu phát hiện ra cái adrenaline để điều trị hen phế quản. Và chất chủ vận kích thích chất chủ vận chọn lọc beta 2 được giới thiệu năm 1969 và tetbutalin là được giới thiệu năm 1974. Những cái thuốc mà kích thích beta 2 tác dụng kéo dài như là salmeterol hay là formoterol thì bắt đầu đưa vào trong thực hành lâm sàng từ những năm 1990, và những cái thuốc mà tác dụng rất kéo dài ví dụ như là andacaterol, velanterol, olodarol, chúng ta thấy là có ở trong những cái thuốc mà LABA, LAMA hiện nay ấy, thì là được phát triển gần đây và nó là những cái thuốc mà tác dụng rất là kéo dài. Và năm 1967 thì Len và cộng sự thì đã đưa ra được cái phân biệt được cái thụ thể beta nó thành beta 1 và beta 2. Beta 1 thì được tìm thấy ở chủ yếu ở cơ tim và beta 2 thì được tìm thấy ở cơ chân mạch máu và phế quản. Và beta 3 thì thấy trong các tế bào mỡ. Và cái sự khi mà chúng ta biết được cái sự phân biệt của các thụ thể này thì nó có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà điều chế ra các thuốc mà để đánh vào những cái mục đích mà chúng ta cần tác động. Thế thì cái chất chủ vận mà chúng ta quan tâm ở phổi đấy chính là chất chủ vận beta 2. Thì beta 2 được phân bố từ khí quản cho đến tiểu phế quản tận và mật độ tăng khi đường kính càng nhỏ. Chính vì thế nên là khi chúng ta sử dụng thuốc kích thích beta 2 thì nó có hiệu quả với bệnh hen, vì chúng ta biết là bệnh hen thì nó gây co thắt phế quản ở những phế quản nhỡ và phế quản nhỏ, chứ còn ở những phế quản rất là lớn như phế quản gốc hay là khí quản thì nó có cái hệ thống sụn nó nâng đỡ rồi nên thường là nó không bị co nhỏ lại, không bị hẹp lại. Và người ta thấy là trong mỗi tế bào cơ trơn có tới từ 30.000 đến 40.000 cái thụ thể của beta 2, và cái sự kết hợp mà với beta 2 với chất dẫn truyền thần kinh thì sẽ kích hoạt một loạt các hoạt động dẫn đến giãn cơ trơn của phế quản. Và bên cạnh đó thì cái chất những cái chất mà nó kích thích cái thúc kích kích thích cái thụ thể beta 2 thì ngoài nó kích thích trực tiếp lên những cái tế bào của đường thở, nó còn kích thích lên những cái tế bào mà có cái thụ thể này mà không phải là những tế bào thần kinh, không phải tế bào thần kinh ấy, thì nó sẽ giúp ức chế cái việc giải phóng các chất trung gian gây co thắt phế quản. Và chúng ta thấy là gì, đây là cái bảng mà nó có ba loại cái thuốc kích thích beta 2, nó có tác dụng ngắn, tác dụng kéo dài và tác dụng rất là kéo dài. Và đây là những cái chất mà chúng ta rất là quen thuộc, đúng không ạ? Ví dụ như là albuterol, tetbutalin hay là những cái thuốc tác dụng rất là kéo dài như là indacaterol, olodarol hay là những cái thuốc mà tác dụng trong vòng 12 tiếng như là salmeterol, formoterol. Chính vì vậy chúng ta thấy là gì, có những thuốc chúng ta dùng mỗi 4 đến 6 tiếng, có những thuốc mà chúng ta sẽ dùng mỗi 12 tiếng, giờ sáng một lần, tối một lần, và có những thuốc chúng ta chỉ cần dùng một lần trong ngày. Và những cái khi chúng ta kích thích cái thụ thể beta 2 nó dẫn đến co cơ trơn. Tuy nhiên khi kích hoạt cái đường truyền tín hiệu này và nó có thể dẫn đến kích thích cả những cái tín hiệu thay thế và nó có thể tạo ra những cái tác động có hại, cho nên là làm tăng cái tình trạng viêm. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là từ năm 2019 thì là GINA cũng đã cảnh báo là chúng ta không nên lạm dụng SABA, là vì như thế. Vì khi chúng ta sử dụng quá nhiều SABA thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm của đường thở tăng lên và nó làm giảm cái hiệu quả điều trị của các thuốc. Chính vì vậy cho nên là từ năm 2019 là người ta khuyến cáo là không nên sử dụng SABA đơn trị liệu mà phải kết hợp với lại điều trị corticoid đường hít. Vậy thì những cái thuốc mà kích thích beta 2 tác dụng ngắn, tác dụng trung bình hoặc là tác dụng rất kéo dài thì tại sao nó lại khác nhau về cái thời gian tác dụng như vậy? Đấy là chính là được quyết định bởi cái khả năng hòa tan. Thế thì những cái chất mà nó có hòa tan được trong nước ấy, thì nó tác dụng nhanh nhất, và đấy chính là những cái thuốc SABA, ví dụ như là salbutamol.
Nó có tác dụng rất là nhanh, cho nên là khi chúng ta sử dụng cho bệnh nhân thì chỉ trong vài phút là chúng ta thấy là bệnh nhân đã cảm thấy dễ chịu. Còn những cái nhóm thuốc tiếp theo có tác dụng trong vòng 12 tiếng, ví dụ như là salmeterol hoặc fumeterol, thì nó có phần tan vào trong nước cũng như là phần tan trong lipid, cho nên là cái thời gian khởi phát của nó lâu hơn và thời gian tác dụng của nó kéo dài hơn. Bác sĩ Lan đi đến cái nhóm thuốc tiếp theo, đó là những cái thuốc kháng cholinergic. Thì cái những cái thuốc mà kháng cholinergic này thì nó cũng ra đời từ rất là lâu rồi, từ thế kỷ trước cơ. Và người ta bắt đầu thấy là ở y học ở phương Tây ấy, thì là atropine ấy, người ta bắt tìm thấy trong cái cả độc dược ấy, bắt đầu được phát minh là năm 1820. Và adrenaline thì được phát hiện năm 1920. Và những cái thuốc mà chúng ta cảm thấy rất quen thuộc như là ipratropium bromide mà chúng ta sử dụng ở trong Combivang hay là dùng trong Bedoduan ấy, thì được phát hiện được đưa ra từ những năm 1970. Và từ những năm 1990 thì những cái thuốc kháng cholinergic thế hệ 2 ra đời, mà khởi đầu đó là tiotropium. Chúng ta thấy cái thành phần thuốc này trong Spiriva. Về những cái thụ thể của cái hệ phó giao cảm thì nó có 5 loại thụ thể muscarinic, đó là các thụ thể M1, M2, M3, M4, M5. Thế thì các thụ thể M1, M2 và M3 thì được tìm thấy trong đường thở, M4 và M5 nằm trong hệ thần kinh trung ương. Các thụ thể M1 thì được tìm thấy trong thành các phế nang, trong các hạch phó giao cảm, nên là khi phong tỏa sẽ làm giảm phản ứng co thắt phế quản. Tuy nhiên chúng ta thấy là nó ở trong thành phế nang và các hạch là chính thôi, cho nên là M1 khi mà tác động M1 thì cái tác dụng của nó không nhiều. Các thụ thể M2 nằm trên các đầu tận cùng của dây thần kinh phó giao cảm và khi bị ức chế thì hiệu quả giãn phế quản cũng kém. Các thụ thể M3 nằm trong cơ trơn của đường thở và các tuyến dưới niêm mạc, cho nên là nó có giá trị nhất khi mà chúng ta sử dụng các thuốc mà tác dụng lên cái thụ thể M3 này. Đây là cái hình ảnh mà các receptor nó được phân bố ở hệ thần kinh phó giao cảm mà ở trong người, thì chúng ta thấy M1 đây. Đấy, M2 và M3, M3 thì là ở trong các cơ trơn phế quản là nhiều nhất. Và người ta thấy là khi mà cái chất acetylcholine ấy mà nó được gắn vào thụ thể thì nó sẽ gây ra một loạt các phản ứng hóa học và nó gây co cơ. Chính vì thế mà cái thuốc của chúng ta là nó gì à, cạnh tranh với lại cái acetylcholine và để nó phá vỡ cái con đường này và nó dẫn đến là tình trạng giúp cho bệnh nhân là giảm trương lực cơ hay là giãn được cái đường thở ra. Chúng ta có một cái người ta phát hiện ra một cái rất là hay nữa, đấy là những cái thuốc kháng cholinergic ấy, nó lại còn có hiệu quả chống viêm. Thế thì tại sao nó lại có hiệu quả chống viêm? Chính vì thế chúng ta thấy là gì, là trong điều trị bệnh của tắc nghẽn mãn tính ấy, người ta thấy là với gôn B thì chúng ta có thể chỉ định là LAMA hoặc là LABA vì hai thuốc này đều có tác dụng là làm cho giãn đường thở, nhưng với gôn C tức là những cái trường hợp mà nhiều đợt cấp ấy, thì người ta lại ưu tiên sử dụng LAMA. Và tại sao mà lại ưu tiên sử dụng LAMA? Vì đấy chính là cái cơ chế là LAMA ngoài cái tác dụng là nó giảm trương lực của đường thở, nó lại có tác dụng chống viêm. Và chúng ta biết là hen phế quản và CVD là các bệnh lý viêm và đặc biệt là trong các đợt cấp. Thế và người ta thấy là gì, nhiều nghiên cứu người ta cho thấy là trong các thành phần của các tế bào viêm ấy nó cũng có cái thụ thể của cholinergic. Chính vì thế cho nên là khi mà những cái thuốc mà kháng cholinergic gắn vào cái thụ thể đấy và nó làm cho các tế bào đấy nó không bị phá vỡ, nó không giải phóng ra các hóa chất trung gian, nó làm giảm cái quá trình viêm của bệnh và nó cũng làm giảm cái quá trình sơ hóa của các tiểu phế quản trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cũng cũng như là nó giảm cái tình trạng tái cấu trúc đường thở ở các bệnh nhân bị hen phế quản. Thế thì đấy là chúng ta vừa đi về hai loại cái thụ thể phó giao cảm và giao cảm ở phổi. Thế thì những cái thuốc mà khi chúng ta kết hợp hai loại này với nhau thì nó có hiệu quả như thế nào và cơ chế ra làm sao? Thì người ta thấy là khi kết hợp thuốc kích thích beta 2 với lại thuốc kháng cholinergic thì nó có tác dụng là bổ sung cho nhau. Thì người ta thấy là những cái phân bố thụ thể cholinergic ở phổi này nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái chất chủ vận beta 2 ở ngoại vi. Và khi mà kết hợp giữa một cái kích thích beta 2 với một cái kháng cholinergic ấy, thì nó không phải là
cộng tức là 1 cộng 1 không phải bằng 2, nó không phải là bằng tác dụng của hai thuốc cộng lại mà nó tác dụng cộng hưởng, tức là nó sẽ nhiều hơn. Đây là cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy là vị trí phân bố của các thuốc giao cảm và phó giao cảm. Thế thì chúng ta thấy là gì, những cái thuốc màu cam này này là những cái thụ thể của beta 2. Còn những cái thuốc ở những cái nốt màu xanh này ở phần rốn phổi của cái phế quản lớn này là cái nơi phân bố của các receptor của hệ muscarinic, tức là phó giao cảm. Và cái việc kết hợp thuốc giãn phế quản đã được khuyến những cái kết hợp mà điều trị thuốc giãn phế quản với nhau, tức là những cái thuốc kích thích beta 2 kết hợp với lại thuốc kháng cholinergic ngắn và kéo dài kết hợp với nhau thì đã được khuyến cáo trong rất nhiều các guideline. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thấy là gì, với các bệnh nhân hen phế quản không kiểm soát được bằng SAMA thì nên bổ sung thêm SAMA. Và với SAMA và SABA, tức là cái sự kết hợp giữa hai cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, một nhóm kháng cholinergic và một nhóm kích thích beta 2 thì giúp giảm số lần nhập viện và cải thiện FEV1 cũng như là chỉ cái lưu lượng đỉnh so với lại cái việc mà chỉ sử dụng một cái thuốc kích thích beta 2 mà thôi. Và người ta thấy là gì, khi mà nhiều các nghiên cứu người ta cho thấy là khi mà sử dụng SAMA kết hợp với lại SABA thì giúp cải thiện chức năng phổi, thay thế cho các bệnh nhân tác dụng phụ của SABA. Và tại sao chúng ta lại có những cái nghiên cứu này? Thực ra những cái nghiên cứu mà người ta đưa ra được là cái tác dụng của việc kết hợp hai thuốc giãn phế quản nhóm kích thích beta 2 và kháng cholinergic so với lại những cái thuốc mà kích thích beta 2 đơn thuần. Tại sao người ta đưa ra như vậy? Vì chúng ta biết là những cái thuốc mà tác dụng kéo dài ấy, chúng ta mới chỉ phát hiện ra được từ gần đây thôi, còn trước đây chỉ có những cái thuốc tác dụng nhanh này để điều trị các bệnh hen phế quản cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và người ta đã tiến hành rất nhiều những cái nghiên cứu để so sánh về SABA so với SABA, và chúng ta mới có được những có những kết quả đó đến ngày hôm nay. Và người ta thấy là khi mà có gắn kết của acetylcholine với thụ thể M3 thì có thể kích hoạt những cái men dẫn tới cái việc ức chế hoạt động của thụ thể beta 2. Tức là gì? Chính vì thế cho nên là thuốc nọ nó có tác dụng cộng hưởng làm tăng cái tốc hiệu quả của thuốc kia. Và ngược lại như vậy, những cái thuốc mà nó kích thích chủ vận beta 2 thì nó có thể khuếch đại sự giãn cơ trơn do những cái sự tương tác với lại cái hệ thần kinh phó giao cảm. Vì chúng ta thấy là thần kinh phó giao cảm và thần kinh giao cảm bao giờ nó cũng đi đôi với nhau. Một cái thì nó có tính chiến đấu và một cái thì điều hòa, nó tương tác và hỗ trợ nhau. Sau đây thì tôi đi đến cái phần thứ hai của bài trình bày ngày hôm nay, đó là vai trò của SABA và SAMA trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. Vừa nãy thì tôi muốn nói với các bạn về cơ chế rồi là tính chất của hai cái thuốc kích thích beta 2 và kháng cholinergic. Bây giờ chúng ta áp dụng trong thực hành lâm sàng này như thế nào? Thế thì các quý đồng nghiệp cũng đều đã biết rồi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là do tình trạng viêm mãn tính của đường hô hấp và nó gây ra các triệu chứng của đường hô hấp. Và những cái yếu tố nguy cơ đấy chính là hút thuốc và những cái bệnh đồng mắc, nó làm cho cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng lên, cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm cho các bệnh đồng mắc nặng lên. Để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta đã rất quen thuộc rồi, thế là chúng ta cần phải khai thác triệu chứng lâm sàng, các yếu tố nguy cơ cũng như là chúng ta cần phải dựa vào chức năng thông khí của bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Và từ năm 2023 thì chúng ta thấy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được chia làm 3 nhóm thay vì 4 nhóm như phân loại của từ Gold 2022 trở về trước, đấy là nhóm A, nhóm B và nhóm E. Và chúng ta thấy là gì, đây là cái hướng dẫn khởi trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. Thì chúng ta thấy là gì, nhóm A thì là sử dụng một thuốc giãn phế quản, và trước đây thì theo các khuyến cáo trước đây là người ta chỉ sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thôi, nhưng mà qua những cái nghiên cứu rồi theo thời gian người ta thấy là có rất nhiều các bệnh nhân được hưởng lợi ở nhóm A khi được sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Cho nên là ở nhóm A này thì người ta để ngỏ chúng ta có thể sử dụng loại nào mà bệnh nhân cảm thấy là khi sử dụng nó thì người ta cảm thấy là hiệu quả nhất. Sang nhóm B
Thì trước đây từ 2023 trở 22 trở về trước thì chúng ta thấy là trong nhóm B thì Gold khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng LABA hoặc là LAMA, tức là một trong hai thuốc, tức là dùng đơn trị liệu. Nhưng từ năm 2023 thì Gold đã khuyến cáo là chúng ta sẽ dùng dạng phối hợp luôn giữa LABA và LAMA. Cái phần này thì tại sao lại như thế thì phần của bác sĩ Hạnh để trình bày cùng với các bạn. Và trong nhóm E thì người ta cũng sẽ sử dụng LABA, LAMA hoặc là bộ ba LABA, LAMA, ICS. Vậy thì bệnh phổi trung, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định, vai trò của thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn nó ở chỗ nào? Và chúng ta thấy là khi mà sau khi mà chúng ta có những cái điều trị ban đầu thì đến cái phần điều trị tiếp theo chúng ta cũng thấy là ví dụ như là ở cái nhóm khó thở này này thì chúng ta cũng thấy chỉ thấy LABA, LAMA hoặc LABA kết hợp với LAMA, hay là nhóm nhiều đợt cấp thì chúng ta cũng thấy thế, chúng ta cũng thấy là gì chủ yếu là LAMA, LABA hoặc là ICS hoặc là Gold-Columelas hoặc là Azithromycin. Vậy thì vai trò của LABA, LAMA, SABA, SAMA ở đây là như thế nào? Thế và chúng ta cũng biết là để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng có các nhóm thuốc như vậy, và chúng ta cần phải biết được các thuốc được sử dụng là gì, đúng không nào? Khi kê đơn chúng ta phải có những cái biệt dược, những cái tên thuốc rõ ràng, ví dụ như là Spiriva, Spironto hay là Untibro hay là Anuro, đúng không nào? Đấy, hay là Berodua hoặc Combivang. Thì đây là cái bảng danh sách cho chúng ta biết được những cái thuốc, những cái nhóm thuốc của hay dùng đối với bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Và bệnh phổi, trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta biết là gì, là giãn phế quản, thuốc giãn phế quản là thuốc chủ đạo, còn với hen phế quản thì ICS là thuốc chủ đạo. Thế và người ta thấy là gì, từ những cái nghiên cứu trước đây mà tôi đã giới thiệu với các bạn ấy, thì người ta thấy là SAMA kết hợp với lại SABA thì giúp cho cải thiện triệu chứng và chức năng thông khí, tức là FEV1 tốt hơn so với lại từng thành phần của thuốc, thì như là cái phần trước mà bác sĩ Lan đã trình bày cùng với các bạn. Còn về điều trị nền sẽ là các thuốc tác dụng kéo dài. Và người ta thấy gì, với các bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định ấy, thì các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn được sử dụng khi cần nhằm để giải phóng cái tình trạng khó thở, tức là giúp cho bệnh nhân cắt cơn và có thể điều trị sớm các đợt cấp, tức là gì, là những cái bệnh nhân mà ổn định nhưng mà người ta khó thở hơn do một cái vấn đề gì đấy, chứ có thể thời tiết hoặc là do căng sức, thì chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân sử dụng những cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn để giải quyết cái triệu chứng của bệnh nhân ngay lúc đấy. Và những cái thuốc mà SABA hoặc là SAMA thì là đều được chỉ định ở hết các bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là không sử dụng thuốc tác dụng ngắn để điều trị nền cho các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có một vấn đề chúng ta cần lưu ý là gì, là SAMA sẽ làm hạn chế tác dụng của LAMA, tức là những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà được điều trị bằng LAMA, tức là những thuốc giãn phế quản nhóm kháng cholinergic tác dụng kéo dài, thì nếu chúng ta dùng cùng với lại SAMA thì nó sẽ làm giảm tác dụng của LAMA. Chính vì thế cho nên là chúng ta khi mà chúng ta chỉ định cho bệnh nhân thuốc điều trị cắt cơn đấy, là chúng ta phải xem bệnh nhân có điều trị LAMA hay không để chúng ta chỉ định thuốc cho nó phù hợp. Tuy nhiên là chúng ta thấy là bây giờ thì ở tuyến dưới chẳng hạn, thì các tuyến tỉnh hoặc là các tuyến huyện mà chúng ta quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, thì cũng không phải tất cả các bệnh nhân đều có thể sử dụng LAMA hay là LABA LAMA để điều trị nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và chúng ta vẫn đang phải sử dụng ICS LABA. Chính vì thế với những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng ICS LABA thì chúng ta đều có thể sử dụng thuốc cắt cơn bằng SAMA kết hợp với lại SABA, tức là hai thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn phối hợp với nhau. Và những cái nghiên cứu này thì người ta cũng nói lên là gì, những cái nghiên cứu phân tích tổng hợp vậy thì người ta cũng nhấn mạnh cái vấn đề là khi mà phối hợp SABA, SAMA với nhau thì nó sẽ làm tăng tác dụng giãn phế quản. Và SABA thì là một cái thuốc, tức là nhóm kích thích beta 2 tác dụng nhanh ấy, thì là một thuốc mà chúng tôi cảm thấy là mình dễ chỉ định hơn so với lại cái thuốc mà chúng ta phối hợp giữa SABA, SAMA. Tuy nhiên là hiệu quả của SABA, SAMA thì lại tốt hơn nếu mà chúng ta chỉ dùng một loại. Có bạn cũng sẽ hỏi là thế bây giờ có ai người ta sử dụng SAMA để cắt cơn hay không? Thì chúng ta thấy là gì? Là thần kinh, hệ thần kinh phó giao cảm nó dùng điều hòa là chính, cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng SAMA, tức là nhóm kháng cholinergic tác dụng ngắn để cắt cơn, mà chúng ta phải sử dụng SABA hoặc là SABA kết hợp với lại SAMA là chính.
Về cái liều mà chúng ta sử dụng Sama hay là Saba thì tôi cũng không muốn nhắc ở đây. Thông thường là chúng ta sẽ, vì nó thuốc có tác dụng 4 đến 6 tiếng một một lần. Chính vì thế cho nên là chúng ta có thể sử dụng từ chúng ta có thể sử dụng từ 4 đến 6 lần những cái thuốc Sama hoặc là Saba hoặc là Saba hoặc là Saba kết hợp với lại Sama. Đây cũng là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên ở trên 534 bệnh nhân mà dùng bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tính mà dùng albuterol tức là một cái thuốc Saba đơn thuần hoặc là ibratopium đơn thuần hoặc là kết hợp thì người ta cũng thấy là gì? Là khi sử dụng phối hợp nó làm tăng thể tích thở ra, tăng khả năng gắng sức tức là tăng cái chỉ số FEV1 cũng như là cải thiện được triệu chứng cho bệnh nhân. Và người ta thấy là cái gì, cái hiệu quả phối hợp giữa salbutamol và ibratopium. Đây chúng ta thấy này, đây là cái nghiên cứu này cũng tiến hành cũng đã lâu rồi, từ 2023 thì chúng ta thấy là gì, cái nhóm placebo tức là không điều trị gì thì là cái hiệu quả cải thiện FEV1 thì rất là thấp rồi, nhưng mà những cái nhóm mà sử dụng kết hợp thì là cái hiệu quả của nó vượt trội hơn hẳn. Và đây là cũng là cái nghiên cứu tương tự như vậy. Và chính vì hiệu quả của nó như vậy nên chúng ta đã thấy có những cái khuyến cáo của Gina và của Gold. Ví dụ như là của Gina đã nêu lên là việc kết hợp giữa một cái Saba và một cái Sama thì nó sẽ giúp để trong điều trị hen phế quản thì giúp cải thiện chức năng phổi và giảm nguy cơ nhập viện. Và trong khuyến cáo của Gold về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng vậy, thì người ta thấy là gì, các thuốc phối hợp với các cơ chế và thời gian tác động khác nhau có thể giúp làm tăng mức độ giãn phế quản và ít tác dụng phụ hơn. Và đây là một cái hướng dẫn điều trị của Gold 2023, chúng ta cũng thấy cũng vậy, là ở những cái nhóm thuốc mà như ở những cái nhóm bệnh nhân mà ở Gold A thì chúng ta có thể sử dụng thuốc tác dụng kéo dài, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng những thuốc tác dụng ngắn khi cần thiết. Vậy vai trò của Saba và Sama trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào? Về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta biết rồi, tức là tình trạng nặng lên so với lại cái dao động bình thường mà khiến bệnh nhân phải thay đổi điều trị thì người ta gọi là đợt cấp. Thế và hậu quả của đột cấp thì nó có rất nhiều những cái hậu quả, ví dụ như là suy giảm chức năng thông khí, nguy cơ nhập viện, tăng tỷ lệ tử vong, giảm chất lượng cuộc sống. Và người ta thấy là gì, những cái có sự tương quan giữa nguy cơ đột kích phát và tỷ lệ tử vong. Chính vì vậy cho nên là trong cái mục tiêu điều trị của phổi tắc nghẽn mãn tính là chúng ta làm sao phải giảm được cái tỷ lệ đột cấp cho bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Và người ta thấy là với các bệnh nhân mà có một đột cấp nhập viện nặng ấy, thì cái tỷ lệ tử vong sau 4 năm ấy tiếp theo ấy là lên tới 50%. Và cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chúng ta có thể gặp ở tất cả các nhóm độ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và để điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cần có 5 cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải tối ưu hóa các thuốc giãn phế quản. Thứ hai là phải dùng oxy liệu pháp, thông khí nhân tạo, corticoid toàn thân và kháng sinh khi có nhiễm trùng. Và cái Saba đấy nó giúp chúng ta tối ưu hóa các thuốc giãn phế quản. Và người ta thấy là khi phối hợp giữa một cái Saba và một cái Sama thì nó sẽ giúp giảm tỷ lệ và đợt cấp cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tới 33%. Và cũng như là cải thiện chức năng thông khí, như là cái phần với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định thì bác sĩ Lan cũng đã giới thiệu với các bạn. Và vai trò của thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào? Là chúng ta ưu tiên sử dụng đường phun hít, vì chúng ta biết là thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn đấy nó cũng có đường uống, cũng có đường truyền tĩnh mạch, cũng có đường phun hít. Và trong đợt cấp thì chúng ta ưu tiên sử dụng thuốc đường phun hít, vì chúng ta biết là khi chúng ta sử dụng đường tại chỗ như vậy thì là cái thời gian tác dụng nhanh, tác dụng phụ thì ít, đúng không ạ? Và cái hàm lượng thuốc vào trong cơ thể cũng ít. Và với các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, thì Saba phun hít là điều trị đầu tay với tác dụng nhanh, và sau đó chúng ta sẽ phối hợp cùng với lại Saba Sama ở những cái lần khí dung tiếp theo. Và chúng ta cũng thấy là gì, với những thuốc Saba và Sama ấy, thì chúng ta có thể sử dụng dạng xịt, dạng khí dung hoặc là dùng buồng đệm, tùy cái tình trạng của bệnh nhân mà chúng ta sử dụng cái phương pháp nào cho nó hiệu quả. Đây là cái hướng dẫn sử dụng điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì chúng ta thấy là theo khuyến cáo của Bộ Y tế năm 2020 thì chúng ta cũng thấy là những cái phác đồ điều trị này thì những cái thuốc Saba, Sama là những thuốc mà được sử dụng
để trong xử trí những đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và cũng như những thông điệp từ trước mà bác sĩ Lan cũng đã trao đổi với các bạn, đấy là chúng ta sẽ sử dụng các thuốc kích beta 2 tác dụng nhanh là đầu tay, và chúng ta sẽ phối hợp, hoặc là chúng ta tùy tình trạng bệnh nhân, nếu bệnh nhân nặng thì chúng ta có thể phối hợp ngay từ đầu giữa Sama, Saba, hoặc là khi Saba mà không có hiệu quả thì chúng ta sẽ phối hợp giữa Saba với lại Sama trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và để đi đến kết luận cho bài trình bày này, bác sĩ Lan có bốn những cái kết luận như sau. Thứ nhất là Saba và Sama là các thuốc được sử dụng để cắt cơn khó thở, vì chúng ta biết là nó tác dụng nhanh và được sử dụng trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định, khi mà bệnh nhân có những cái đợt cấp bất thường hay là được điều trị trong các đợt cấp nặng và làm cho bệnh nhân phải thay đổi điều trị. Thứ hai đó là cái phối hợp giữa Saba và Sama thì được khuyến cáo sử dụng trong điều trị và xử trí đợt cấp hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của Gold, của Gina và của Hội đồng Anh. Tóm lại là cái giá trị của nó là chúng ta không thể phủ nhận được. Và người ta thấy là khi sử dụng Saba, Sama thì giúp cho cải thiện các triệu chứng hô hấp cũng như là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tốt hơn so với lại đơn trị liệu, và nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2 mà nó là cộng hưởng. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta sử dụng mà có các chế phẩm của Saba ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định có sử dụng Lama, vì chúng ta biết là khi sử dụng cả Sama và Lama nó sẽ làm hạn chế tác dụng của Lama ở các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có sử dụng nền là Lama. Phần trình bày của bác sĩ Lan đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể các quý đồng nghiệp.